Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, chưa đến 9% trường học trên cả nước có bể bơi. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc rèn luyện thể lực thể thao cho học sinh, nhất là trong công tác phòng chống đuối nước. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng đề án tổ chức dạy bơi an toàn phòng chống đuối nước cho học sinh giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2035, với mục tiêu sẽ có 80% học sinh được dạy kỹ năng phòng chống đuối nước. Để đạt được con số này thì tối thiểu 40% trường tiểu học, 20% trường trung học cơ sở, trung học phổ thông có bể bơi duy trì hoạt động hiệu quả, hoặc 70% xã phường thị trấn có ít nhất một bể bơi để phục vụ việc dạy bơi an toàn cho học sinh, trẻ em trên địa bàn.